Với người Tiều thì bánh bí đã quá quen thuộc với mọi người rồi. Nhưng còn một loại bánh cũng được dùng trong mùa trung thu nhiều nhưng hiện nay ít người biết lắm nè. Hải cá hú ngồi hay A Lình, Long Nhâm Sài Gòn. Lý Chi Thùng, Long Nhâm Sài Gòn hay A Sim có ok. Hải tím do ăn chẳng như trong bảng là quầy. Bánh đậu xanh tiếng Hoa gọi là lục tẩu cu. Còn tiếng Tiều gọi là lịch tàu cò. Đấy là loại bánh truyền thống và được xem như là đặc sản của người Tiều. Nhìn hình thức có phần giống với bánh in của người Việt hen. Bánh có hình dáng tròn như những quân cờ. Bên trên được in chữ phúc hoặc các loại hoa văn truyền thống tùy theo khuôn mà bạn chọn. Theo như má của A Sim nói thì bánh truyền thống sẽ là nhân đậu đỏ. Vậy với các loại nguyên liệu đơn giản như là bột đậu xanh, đường và dầu nhưng cách làm cũng lắm công phu. Vì tất cả các công đoạn đều sẽ được làm bằng thủ công nên đòi hỏi phải có sự tỉ mỉ. Bánh đậu xanh này có thể xem là một loại bánh cao điểm hoặc là món tráng miệng đặc sản truyền thống của người Tiều. Còn đây là những công đoạn có thể làm ra những chiếc bánh xinh xắn. Nhìn thì dễ nhưng mà đến khi bắt tay vào làm rồi mới biết là cũng không có dễ lắm đâu. Cái này là phần bột với nhân là chỉ chín một phần thôi. Sau đó còn phải mang bánh đi hấp cho chín trong khoảng tầm 15-20 phút gì đó. Mà cái nắp bánh nhìn ngộ ha mọi người. Một cái bánh hoàn chỉnh thì có vị tươi ngọt, bùi bùi thơm thơm của đậu xanh hòa cùng với lớp nhân mỏng bên trong tạo nên hương vị hài hòa. Mà bánh này dùng chung với trà cung phu nổi tiếng của người Tiều nữa thì còn gì tuyệt hơn. Bật mí cho mọi người là nhà A Sim làm bánh cũng hơn 30 năm rồi á, mà bánh này không có làm bán sẵn đâu. Khi nào có người đặt thì mới làm, hoặc là trong dịp trung thu này thì mới có thôi đó mọi người. Dù ít ồn ào hơn so với bánh bía nhưng nếu đã là người Hoa sinh sống ở khu vực chợ lớn thì ít nhiều cũng một lần đã từng được thấy sự hiện hữu của loại bánh này ở những khu chợ truyền thống.